Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Sáng nay diễn ra hội nghị giao ban thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu tham luận tập trung vào chủ đề nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Tổng vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên là trên 50.000 tỷ đồng, riêng năm 2022 là trên 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hết tháng 8, giải ngân mới đạt trên 35%. Nhiều khó khăn vướng mắc được nhận diện và một số giải pháp được đề xuất để tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân các cấp cũng như các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, thi công dự án. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy sữa tại thị xã Mỹ Hảo. Dự án có tổng vốn đầu tư là 4.600 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hảo. Giai đoạn 1 được thực hiện từ quý 4 năm 2021 đến năm 2028. Dự kiến trong tháng 9 này, công ty lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án nhà máy sữa Hưng Yên. Cuối tháng 12 năm 2022, công ty sẽ khởi công xây dựng nhà máy và đến quý 4 năm 2025 sẽ đưa toàn bộ dự án giai đoạn 1 vào hoạt động. Đại diện lãnh đạo Vinamilk mong muốn tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về trích lục bản đồ địa chính để xác định ranh giới thực hiện dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hướng dẫn các thủ tục về lập và trình duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục liên quan khác. Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Với 120 hội viên, Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh Hưng Yên có 30 công ty doanh nghiệp hợp tác xã, 20 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Các hội viên có doanh thu gần 7.000 tỷ đồng trên năm, tạo việc làm cho gần 5.000 lao động. Trong nhiệm kỳ qua, công tác từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội của Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đạt trên 7 tỷ đồng, tiêu biểu như ông Nguyễn Ngọc Quang, ông Bùi Công Doãn, ông Vũ Tuấn Hải, ông Vũ Công Ninh. Các hội viên luôn đoàn kết hỗ trợ nhau cùng phát triển, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao giá trị sản xuất và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi doanh nhân với quê hương đất nước. Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức cưỡng chế giải tỏa 2 trường hợp vi phạm đất công thuộc tổ dân phố Ngọc Lập. Lực lượng chức năng của phường đã tháo dỡ hơn 30 mét vuông nhà tạm và hàng trăm mét vuông trồng cây ăn quả trên đất giao thông thủy lợi của gia đình ông Nguyễn Xuân Hoan và ông Nguyễn Ngọc Thắng ở tổ dân phố Ngọc Lập. Để chấn chỉnh xử lý triệt để các vi phạm, đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đã thành lập tổ công tác cùng các tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, thiết lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tập trung tuyên truyền vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ và xây dựng kế hoạch tiến hành cưỡng chế với các hộ không chấp hành. Sau khi cưỡng chế vi phạm, phường siết chặt quản lý để ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm mới. Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu, trụ sở Tòa án Nhân dân và trại tạm giam công an tỉnh. Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân xét hỏi bị cáo qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu. Tại phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến, 3 bị cáo Chu Cao Quân, Hoàng Mạnh Hà, quê quán xã Tân Dân, Đỗ Khắc Yên, quê quán xã Tân Châu, huyện Khoái Châu phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện các bị cáo đang bị giam giữ tại trại tạm giam công an tỉnh Hưng Yên. Các bị cáo đều là các con nghiện mua ma túy về sử dụng. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt các bị cáo chịu hình phạt từ 15 đến 21 tháng tù giam. Ngày 6 tháng 9 năm 2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra kho hàng của chị Phạm Thị Nga, trú tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, có khoảng hơn 15.000 chiếc bánh trung thu có nhãn mác nước ngoài. Cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh của anh Nguyễn Văn Quỳnh, trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, phát hiện 2.810 chiếc bánh trung thu có nhãn mác nước ngoài. Vào thời điểm kiểm tra, chị Nga và anh Quỳnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản 2 vụ việc, tạm giữ toàn bộ số bánh trung thu và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 6 tháng 9, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ lô hàng hơn 4.500 sản phẩm bánh, kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Công an quận Liên Chiểu đã tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa thực phẩm không có nhãn mác trong dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu. Lúc 9 giờ sáng ngày 6 tháng 9, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Minh tiến hành kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Bảo, số 45 Đồng Xoài, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu do ông Võ Văn Thình, sinh năm 1989, tổ 118, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu làm giám đốc. Cục An toàn thực phẩm đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm và nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với sở ban ngành trên địa bàn triển khai hoạt động thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của Đảng, Nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế thuộc quyền. Ra soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2022. Chuyển sang phần tin quốc tế. Cơ quan thống kê Hàn Quốc công bố số liệu dự báo cho thấy dân số của nước này có thể sẽ giảm khoảng 1/4 từ 52 triệu người vào năm 2022 xuống còn 38 triệu người vào năm 2070. Cơ quan thống kê Hàn Quốc cho biết nước này ghi nhận xu hướng dân số giảm kể từ năm 2021 và cũng là lần đầu tiên từ thời điểm chính phủ nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu liên quan từ năm 1949. Sự sụt giảm dân số phần lớn là do tỷ lệ sinh thấp nhất ở mức 0,81% ca sinh trên một phụ nữ, chỉ bằng 1/3 so với mức trung bình toàn cầu là 2,32 vào năm 2021. Dân số Hàn Quốc cũng đang già đi nhanh chóng và nước này được dự báo sẽ trở thành quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới vào năm 2070. Indonesia vừa chính thức khởi công xây dựng nhà máy thủy điện 9 GW trị giá khoảng 17 tỷ đô la Mỹ và khi hoàn thành sẽ là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Dự án nhà máy thủy điện Kayan Cascade nằm dọc theo sông Kayan ở tỉnh Bắc Kalimantan của đảo Borneo. Nhà máy thủy điện sẽ bao gồm 5 đập với tổng công suất phát điện là 9 GW, biến nó trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất ở Đông Nam Á khi hoàn thành và vận hành vào năm 2035. Đập thủy điện đầu tiên Kayan 1 với công suất 900 MW dự kiến sẽ bắt đầu phát điện vào năm 2026 và đập cuối cùng dự kiến hoàn thành là Kayan 5 với công suất lớn nhất trong 5 đập là 3,3 GW. Nhằm bảo tồn loài cá sấu Cuba, loài vật cực kỳ quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao, Cuba đang thực hiện một chương trình giải cứu và hàng năm thả hàng trăm con cá sấu trở lại môi trường tự nhiên. Cá sấu Cuba hay còn gọi là cá sấu kim là loài động vật đặc hữu trên đảo thanh niên của Cuba. Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã liệt kê loài cá sấu Cuba là loài động vật cực kỳ nguy cấp vào năm 2008 và có phạm vi môi trường sinh sống nhỏ nhất trong tất cả các loài cá sấu trên thế giới với diện tích khoảng 700 km2. Cuối chương trình, mời quý khán giả cùng đến với Nhật Bản, chiêm ngưỡng cánh đồng cỏ Cochia đỏ rực như một khu vườn cổ tích, thu hút rất nhiều du khách tại quốc gia này. Những ngày tháng 9 này, công viên quốc gia Hitachi Shishai là địa điểm du lịch được rất nhiều du khách yêu thích bởi có hoa cỏ mọc rực rỡ. Được bao phủ bởi 32.000 cây Cochia, những ngọn đồi ở đây trở nên rực rỡ sắc màu, nổi bật khắp cả vùng. Mùa hè, cây Cochia được bao phủ bởi màu xanh thơ mộng, nhưng đến mùa thu, toàn bộ cảnh sắc trên đồi bỗng chốc chuyển sang màu đỏ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ở giữa những hàng cây Cochia có lối đi riêng phục vụ cho nhu cầu tham quan, chiêm ngưỡng và chụp ảnh của khách du lịch. Nhìn từ xa, khung cảnh nơi đây khá nên thơ và lãng mạn.
Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.